Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bệnh tùng khẩu nhập đó là động vật trả thù quý vị đấy. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật rồi sẽ không dám ăn thịt nữa. Giới khoa học nói, khoảng 50 đến 60 ngàn năm về trước, khu vực Đại Tây Dương có một nước, khoa học kỹ thuật phát đạt hơn chúng ta ngày nay rất nhiều, Á Đặc Lan Đề Tư Atlantis, nguyên cả đất nước chìm xuống đáy biển, ý niệm này đáng sợ quá. Vì sao lại làm như vậy? Đây chính là sự đối lập giữa con người với con người, tạo nên sự bất hòa. Ngày nay con người và thực vật đối lập, sao lại đối lập với thực vật? Quý vị dùng phân bón, dùng thuốc trừ sâu, chẳng phải để sát hại những côn trùng kia mà bản thân thực vật cũng bị tổn thương. Cho nên thực vật ngày nay nhìn rất đẹp mắt, nhưng đem so với chất dinh dưỡng ngày xưa, e rằng không được bằng một nửa. Đó là gì? Đó là thực vật trả thù quý vị. Động vật báo thù, ngày nay con người ăn thịt, thịt này ăn được chăng? Quý vị ăn thịt nó sẽ đòi mạng quý vị. Cũng do con người tạo nên, muốn loài động vật sinh sản nhanh, nên cho ăn cám tăng trọng giúp cho chúng mau lớn, sinh mạng của chúng cũng bị phá hoại, mang theo rất nhiều mầm bệnh. Con người ăn thịt nó, cho nên ngày nay sinh ra nhiều căn bệnh quái lạ, bệnh tùng khẩu nhập, đó là động vật trả thù quý vị đấy. Thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật rồi sẽ không dám ăn thịt nữa. 3-4 năm trước, có lần tôi ở Sơn Đông Khánh Vân, cư sĩ Tề mời tôi về quê anh ta chơi. Có một cơ sở chăn nuôi vịt, dẫn tôi đến đó tham quan, xem những con vịt nhỏ, vị chủ quản bắt lên một con vịt nhỏ, đặt lên tay tôi, con vịt to lòng bàn tay tôi, dài cỡ này, con vịt rất mập. Anh ta nói, Pháp Sư, thầy đoán xem con vịt này được bao nhiêu ngày rồi? Tôi nói ít nhất là 10 ngày. Anh ta nói, mới nở ngày hôm qua, tôi giật mình, chưa bao giờ thấy, mới nở hôm qua mà hôm nay đã lớn như vậy rồi. Tôi hỏi, con vịt của anh nuôi lớn rồi, cần bao nhiêu ngày thì đem bán ra thị trường? 2 tuần. Ngày xưa ở quê tôi nuôi vịt cho đến lớn, ít nhất phải nửa năm. Còn dám ăn thịt không? Anh ta nói, 1/3 vịt nướng Bắc Kinh là do cho anh ta cung cấp. Tôi trở lại nói với mọi người, không được ăn, ăn sẽ mất mạng đấy. Quý vị ăn thịt nó sẽ ăn thịt quý vị. Quý vị có lỗi với Sơn Hà Đại Địa, cố ý khai khẩn, phá hoại sinh thái tự nhiên, Sơn Hà Đại Địa cũng báo thù quý vị, động đất, sóng thần, hạn hán, những thứ này là do Sơn Hà Đại Địa trả thù quý vị đối xử với nó như thế nào, nó sẽ báo thù quý vị như vậy. Nó không phải vật chết đâu, một miếng đất, một hột cát không phải vật chết, nó có cơ thể, có thọ tưởng hành thức, làm sao có thể đối xử với nó như vậy chứ. Chân tướng sự thật này, trong kinh điển Đại Thừa, cách đây 3.000 năm về trước Đức Phật đã nói rất rõ ràng rồi. Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 63. Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。